Mình chuẩn bị đi thác nha cả nhà. Đây mình sẽ phải đi lội bộ thêm, thác này nằm ở trong vườn quốc gia Ba Bể. Mình sẽ phải đi bộ thêm 500 mét nữa mới đến thác. Đây là đi vào trong rừng nha. Đây. Thác Đầu Đẳng được hình thành từ dòng sông Năng, cách trung tâm thị trấn Chợ Rã, Bắc Cạn khoảng 16 km. Dòng nước len lỏi dưới núi Đá Vôi, Lũng Nham và tạo thành động buông. Khi thác chảy đến địa phận bản Huống Tạ, xã Nam Mẫu, tại nơi tiếp giáp tỉnh Tuyên Quang mà theo tiếng Kinh có nghĩa là Đầu Đẳng, thì bị hàng trăm tảng đá lớn nhỏ chặn lại với độ dốc chừng 500 m, tạo nên dòng thác ngoạn mục này. Nghe tiếng thác chảy rồi mọi người. À, con suối phía trước nè. Ui chà. Đây là đúng là con suối mà còn du lịch ít khai thác. Thôi nhưng mà đi du lịch này phải thích chứ. không phải đường đi rồi xe đậu tới nơi đâu, phải đi xuồng cũng đây cả tiếng đồng hồ. Bây giờ được tới đây phải lội bộ thêm một khoảng 500 mét nữa. Tới đây rồi người ta rào lên rồi xăm qua. Đây bị rào lên rồi. Lý do gì đây? Chưa qua. Đâu bò đi lâu lên đây. Thác Đầu Đẳng có chiều dài khoảng 2 km, hòa quyện cùng với phong cảnh rừng nguyên sinh của Ba Bể, tạo thành ấn tượng khó quên trong lòng bất kỳ du khách nào ghé đến nơi đây. Toàn bộ nước của thác đổ xuống hẻm con sông Năng, luồn qua những tảng đá vôi lớn xếp chồng nhau. Do đó, thác được chia thành 3 đoạn. Đoạn đầu tiên, nước từ trên cao xối rất mạnh và khá khúc khuỷu. Đoạn thứ hai, dòng nước đã chia rẽ thành hai. Đến đoạn thứ ba, chảy êm đềm hơn, tạo nên vẻ đẹp mộng mơ cuốn hút du khách du lịch hồ Ba Bể. Đường vào thác có khó đi nha. Không phải là nơi du lịch mà dễ đến. Đường xuống thác 50 mét nữa. Ở kia có chỗ chắc đài quan sát thì mình đến đó mình quay cho các bạn xem. Thác Đầu Đẳng. Đường lối đi xuống nè, thấy không? Chứng tỏ là nơi này ít người lui tới. Để. Hả? Trơn hả? Đi chắc hơi mệt, lát leo lên hơi mệt. Lối đi xuống nè mọi người, thiệt tình luôn. Chỗ này là đúng chất luôn. Đúng chất là đi vô chỗ quan sơ luôn. Ê, có cái khẩu trang. Đây, vậy sao bước xuống? Thầy ơi. Dạ. Ê. Thầy ơi, cái này mà trượt chân một cái là thôi, nằm ở đây luôn nha, chứ là đi hết nổi á. Ây da. Tạm biệt thác nha. Cả nhà xem video clip thấy hay nhớ cho em một cái like nha. Chào tạm biệt cả nhà.